Lại nữa, thiện hiện, tướng đại thừa của Đại Bồ Tát là Tam Ma Địa Kiện Hành, Tam Ma Địa Bảo Ấn, Tam Ma Địa Sư Tử Du Hí, Tam Ma Địa Diệu Nguyệt, Tam Ma Địa Nguyệt Tràng Tướng, Tam Ma Địa Nhất Thiết Pháp Dũng, Tam Ma Địa Quán Đỉnh, Tam Ma Địa Pháp Giới Quyết Định, Tam Ma Địa Quyết Định Tràng Tướng, Tam Ma Địa Kim Cang Dụ, Tam Ma Địa Nhập Pháp Ấn, Tam Ma Địa Vương, Tam Ma Địa Thiện An Trú, Tam Ma Địa Thiện Lập Định Vương, Tam Ma Địa Phóng Quang, Tam Ma Địa Vô Vong Thất, Tam Ma Địa Phóng Quang Vô Vong Thất, Tam Ma Địa Tinh Tấn Lực, Tam Ma Địa Tra Nghiêm Lực, Tam Ma Địa Đẳng Dũng, Tam Ma Địa Nhập Nhất Thiết Ngôn Từ Quyết Định, Tam Ma Địa Nhập Nhất Thiết Danh Tự Quyết Định, Tam Ma Địa Quán Phương, Tam Ma Địa Tổng Trì Ấn, Tam Ma Địa Chư Pháp Đẳng Thú Hải Ấn, Tam Ma Địa Vương Ấn, Tam Ma Địa Biến Phú Hư Không, Tam Ma Địa Kim Cang Luân, Tam Ma Địa Tam Luân Thanh Tịnh, Tam Ma Địa Vô Lượng Quan, Tam Ma Địa Vô Trước Vô Chướng, Tam Ma Địa Đoạn Chư Pháp Luân, Tam Ma Địa Khứ Xả Chân Bửu, Tam Ma Địa Biến Chiếu, Tam Ma Địa Bất Thuấn, Tam Ma Địa Vô Tướng Trụ, Tam Ma Địa Bất Tư Duy, Tam Ma Địa Hàng Phục Tứ Ma, Tam Ma Địa Vô Cấu Đăng, Tam Ma Địa Vô Biên Quang, Tam Ma Địa Phát Quang, Tam Ma Địa Phổ Chiếu, Tam Ma Địa Tịnh Kiên Định, Tam Ma Địa Sư Tử Phấn Tấn, Tam Ma Địa Sư Tử Tần Thân, Tam Ma Địa Sư Tử Khiếm Khư, Tam Ma Địa Vô Cấu Quang, Tam Ma Địa Diệu Lạc, Tam Ma Địa Điển Đăng, Tam Ma Địa Vô Tận, Tam Ma Địa Tối Thắng Tràng Tướng, Tam Ma Địa Đế Tướng, Tam Ma Địa Thuận Minh Chánh Lưu, Tam Ma Địa Cụ Oai Quang, Tam Ma Địa Ly Tật, Tam Ma Địa Bất Khả Động Chuyển, Tam Ma Địa Tịch Tịnh, Tam Ma Địa Vô Hà Khích, Tam Ma Địa Nhật Đăng, Tam Ma Địa Tịnh Nguyệt, Tam Ma Địa Tịnh Nhãn, Tam Ma Địa Tịnh Quang, Tam Ma Địa Nguyệt Đăng, Tam Ma Địa Phát Minh, Tam Ma Địa Ưng Tác, Bất Ưng Tác, Tam Ma Địa Trí Tướng, Tam Ma Địa Kim Cang Man, Tam Ma Địa Trụ Tâm, Tam Ma Địa Phổ Minh, Tam Ma Địa Diệu An Lập, Tam Ma Địa Biểu Tích, Tam Ma Địa Diệu Pháp Ấn, Tam Ma Địa Nhất Thiết Pháp Bình Đẳng Tánh, Tam Ma Địa Khí Xả Trần Ái, Tam Ma Địa Pháp Dũng Viên Mãn, Tam Ma Địa Nhập Pháp Đình, Tam Ma Địa Biểu Tánh, Tam Ma Địa Xả Viên Tránh, Tam Ma Địa Phiêu Tán, Tam Ma Địa Phân Biệt Pháp Cú, Tam Ma Địa Quyết Định, Tam Ma Địa Vô Cấu Hạnh, Tam Ma Địa Tự Bình Đẳng Tướng, Tam Ma Địa Ly Văn Tự Tướng, Tam Ma Địa Đoạn Sở Duyên, Tam Ma Địa Vô Biến Dị, Tam Ma Địa Vô Phẩm Loại, Tam Ma Địa Nhập Danh Tướng, Tam Ma Địa Vô Sở Tác, Tam Ma Địa Nhập Quyết Định Danh, Tam Ma Địa Vô Tướng Hạnh, Tam Ma Địa Ly Ế Ám, Tam Ma Địa Cụ Hành, Tam Ma Địa Bất Biến Động, Tam Ma Địa Độ Cảnh Giới, Tam Ma Địa Tập Nhất Thiết Công Đức, Tam Ma Địa Vô Tâm Trụ, Tam Ma Địa Quyết Định Trụ, Tam Ma Địa Tịnh Diệu Hoa, Tam Ma Địa Cụ Giác Chi, Tam Ma Địa Vô Biên Biển, Tam Ma Địa Vô Biên Đăng, Tam Ma Địa Vô Đẳng Đẳng, Tam Ma Địa Siêu Nhất Thiết Pháp, Tam Ma Địa Quyết Phán Chư Pháp, Tam Ma Địa Tản Nghi, Tam Ma Địa Vô Sở Trụ, Tam Ma Địa Nhất Tường